Thưa quý vị và các bạn, là một xã có điểm xuất phát thấp nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới của xã E Lai huyện Madrak đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. E -Lai phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023. Xã E -Lai quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2023. Trước một năm so với kế hoạch tỉnh giao, để đạt mục tiêu đề ra, xã Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sức dân, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trước mắt xã từng bước cứng hóa đường giao thông nội đồng ngõ xóm, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thông suốt, người dân đi lại thuận tiện. Đường từ trung tâm xã vào thôn 4 dài 1.200m, được thiết kế mặt đường rộng 5m và dày 18cm, đã được các nhà thầu thi công xong phần nền. Đến nay, những mắt bê tông cuối đang được nhà thầu huy động nhân công thi công sớm hoàn thành tuyến đường này. Đây là gói thầu lớn nhất trong bốn gói thầu về giao thông trong năm nay để airline hoàn thành tiêu chí giao thông. Trong cuối năm 2022 thì cũng được nhận được đầu tư là gần như về 430 a để xây dựng các cái tuyến đường giao thông thì hiện nay là gần như trong cái thôn 4 này là gần như là được hỗ trợ là xây dựng là bốn tuyến. Thì như vậy năm khoảng chừng cỡ 7 tỷ rưỡi trong đó về công lao động của nhân dân thì có như hiến đất và vận động nhân dân hiến đất và hiến cây theo cái chương trình là vùng đối ứng giữa dân và nhà nước. Đường vào thôn 6 nằm ngay trung tâm xã là trục giao thông quan trọng vì trên tuyến đường này có cả trường tiểu học và trung học cơ sở nên phương tiện lưu thông đông. Qua nhiều lần họp dân để triển khai phương án làm đường, đến nay mọi thủ tục đã hoàn tất, người dân đã sẵn sàng hiến đất để làm đường. Tôi hiến đất để thứ nhất là cho con em và cho bà con đỡ vất vả trong cái giao thông đi lại. Phát động cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì nhân dân cũng đồng sức đồng lòng chung tay để xây dựng nông thôn mới thì qua cái giải phóng mặt bằng thì cũng là được nhân dân hưởng ứng. Không có những cái vấn đề nó vướng mắc tuy rằng thì có nhiều hồ thì có như phải là có như di rời từng rào này khác thì nhân dân lại góm tiền lại và hỗ trợ cho những cái hồ mà thiệt hại. Trong năm 2022, xã e đã huy động mọi nguồn lực để đổ bê tông 2,2 km đường giao thông với kinh phí trên 7 tỷ 200 triệu đồng. Với quyết tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các đoàn thể và người dân, tin rằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã e huyện Ma sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.